Thực sự hôm nay lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy vợ của em dế và kìa. Sao em thấy cảm thấy thế nào, vui không? Vui không? Có vui không? Có rồi. Thích không? Thích không? Chứ em tốt. Thế đã sướng rồi nhỉ? Sướng, sướng kìa. Anh lúa, anh lúa, anh lúa. Em ơi, trốn đâu mà có tìm thấy mình. Các bác thân mến, hiện tại thì Cao Nguyên Đá đang ở nhà các bác ạ. Hôm nay thì có nhận được một cuộc gọi rất là vui. Chả nói là lâu lắm rồi mình mới quay lại cái thôn này. Ngày mai thì có một ngày lễ rất là trang trọng của gia đình, của một bà con trong 16 hộ gia đình các bác ạ. Đồng hành cùng với kênh YouTube của Cao Nguyên Đá thì trong thời gian vừa qua thì Cao Nguyên Đá cũng như bạn Chao Vlog thì cũng có chia sẻ cuộc sống của bà con ở trên đó. Thì không biết là các bác đã nhận ra chưa. Còn bây giờ thì đang là buổi tối thì Cao Nguyên Đá cũng đang chuẩn bị đóng hàng để gửi cho các bác. Ở ngay phía trước mặt ở đây thì Cao Nguyên Đá có mật ong hoa bạc hà này các bác này. Mật ong hoa bạc hà thì bây giờ đang vào thời điểm là vào vụ rồi các bác nhé. Nhưng mà mật thì còn, hoa thì cũng đã hết rồi. Đây mật ong hoa bạc hà, còn đây là mật ong rừng. Các bác khi mua 2 lít mật ong rừng thì sẽ được tặng nửa lít. Quả ốc chó thì là 120.000 một cân, ốc chó Việt Nam các bác ạ. Trên tay của Cao Nguyên Đá thì là sản phẩm, đây là măng nứa tép của Điện Biên. Măng này thì có phần lá rất là nhiều, măng mỏng, ăn giòn. Cái màu nó xỉn xỉn thế thôi các bác, nhưng mà không phải là nó bị hỏng đâu. Màu xỉn xỉn này là màu của bà con phơi nắng này, không có hóa chất này. Ngoài ra nữa thì Cao Nguyên Đá cũng có những cái mặt hàng dao. Con dao này là con dao thái bản nhỏ, thái bản to, dao chặt gà và dao chặt xương. Nhà các bác nào có mà dùng ấy thì mình có thể sử dụng con dao dựa này, vừa để chặt xương, để chặt cây được. Con dao này được thiết kế đấy, như mình thấy thì như chỉ có mỗi ở trên kênh mình bán thôi, bởi vì cái này cũng là trong sử dụng trong cái nông cụ để sản xuất đó. Cái độ và cái lực của con dao này cũng rất là tốt này. Tết rồi, các bác có muốn mua dao để chuẩn bị ăn Tết, chặt thịt gà thái thịt thì liên hệ với cháu các bác nhé. Ngay bên này thì Cao Nguyên Đá có hoa đu đủ khô. Đây lấy của bà con này, lấy một túi lớn như thế này mà mới có được có 5 cân 6 cân thôi các bác ạ. Hoa đu đủ khô thì rất tốt cho những cái việc là chữa đau rung dạ dày này, đại tràng này, chữa ho này, cũng như là bệnh nhân bị các bác mắc chứng bệnh bị tiểu đường, huyết áp cao, mình có thể sử dụng cái hoa đu đủ này để uống hàng ngày thay trà. Ngoài ra nữa thì còn một cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là hạt bí các bác ạ. Đây hạt bí của dân. Năm nay thì thấy bà con bảo là bí cũng sẽ không trồng được nhiều đâu. Chỗ này thì chắc có khoảng tầm 5-6 cân như đấy, mình cũng không nhớ. Để lấy của bà con ra này, các bác này gom bao nhiêu nhà mới được bằng này. Hạt bí thì nó sẽ không được mẫu mã đẹp cho lắm, nhưng mà mình đảm bảo đây là hạt bí của bà con này, 100% hạt bí rất sạch. Có những cái hạt nó lép thì mong các bác thông cảm nhé. Khi các bác mà mua về thì giúp là Cao Nguyên Đá là lựa ra, bởi vì là con trai ấy, nhiều khi là mình cũng không biết là phải sàng sẩy nó như thế nào các bác ạ. Nhưng mà đây là những cái sản phẩm mà cực kỳ là sạch và đảm bảo uy tín của bà con ở trên vùng cao. Ngoài ra nữa thì bây giờ là mùa đông rồi, cũng cái thời điểm mà là mưa phùn lạnh rất là nhiều. Các bác có thể là mua cho mình những cái lọ hoa đu đủ ngâm mật ong. Ở đây thì là cái lọ Cao Nguyên Đá ngâm rồi. Lọ này là 750 ml các bác ạ. Đây, thì Cao Nguyên Đá ngâm cũng đã rất là lâu rồi. Mọi người nhìn thấy cái màu mật nó cũng đã chuyển đến rồi. Cái này chữa đau đại tràng, dạ dày này, ho cực kỳ là tốt. Mình dùng cho trẻ em trên 3 tuổi. và không dùng cho phụ nữ mang thai. Khi các bác dùng ấy, các bác sẽ sử dụng là cả hoa và cả mật, là mình sẽ hòa ra cốc nước ấm và mình ăn cả hoa nhé. Không thì mọi người có thể là xúc trực tiếp mật và hoa ăn, sau đó là mình sẽ uống thêm một chút nước lọc nữa. Thực ra thì sắp đến Tết rồi, cũng muốn là các bác đã ủng hộ cho anh em mà trong team những cái mặt hàng mà đang bán ở trên kênh, để cho giúp bà con cũng như là tiêu thụ những cái sản phẩm, cũng như là anh em có thể là có một cái Tết nó tươm tất hơn. Ở đây thì những cái sản phẩm này Cao Nguyên Đá cũng đã bán được 4 năm rồi. Thế nên là có những các bác đã dùng rồi, mua rồi thì các bác cũng cho Cao Nguyên Đá là xin cái phản hồi ở phía dưới, cũng như là các bác nào còn chưa đủ tin tưởng hay là còn đang thắc mắc và đang có nhu cầu muốn mua thì có thể liên hệ cho Cao Nguyên Đá qua số điện thoại phía dưới. Bây giờ là đến giờ ăn cơm, nói là nhịu hết cả mồm rồi các bác ạ. Mấy ngày hôm nay ở trên này thì nó mưa. Đây cứ tầm tối này là mưa này, cũng không biết là mai trời nó có hửng lên không. Còn những công việc ở trên kênh thì Cao Nguyên Đá cũng có đang làm, các bác cũng theo dõi video để biết được. Còn ngày mai thì các bác sẽ theo dõi video, sẽ biết là Cao Nguyên Đá sẽ đi đâu các bác nhé. Cảm ơn và xin chào các bác. Thân mến, chào các bác đã đến với nội dung tiếp theo kênh Cao Nguyên Đá. Cũng đã lâu lắm rồi mình mới lên đến đây. Không biết cái khung cảnh phía sau này các bác có nhận ra đây là đâu không ạ? Hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt đối với bà con ở Hóng Chua này, cũng như là gia đình nhà em Dế các bác ạ. Đó là hôm nay anh em sẽ lên đán tân gia nhà em Dế, ngôi nhà ở phía trên kia. Đấy, thực sự là hôm nay khi mình lên đến đây, tận mắt nhìn thấy ngôi nhà để phải giật mình luôn đấy, là nó quá to luôn mọi người ạ. Rất là vui cho em Dế. Hình như đấy bảo là niềm vui nhân đôi nhân ba ấy, thì nhân như thế nào tí là bác cháu các bác lên đi cùng với cả cháu lên nhá. Em đi nhà mới à? Anh đi nhà mới à? Đây là quà của mình đúng không? Rượu. Một can rượu à? Quà là một can rượu 20 lít. Thế mình có đi thêm cái gì nữa không? Không tặng thêm gì à? Thế nhà mình từ đâu sang đây đây? Tiểu Cú Si mà. À Tiểu Cú Si à? À thế thì cũng gần thôi. Bây giờ đường ở lên Háo Chua này ấy, thì cũng đã được mọi người giúp đỡ là đủ đường lên tận thôn này, cũng như nhá cái con đường to ở dưới kia cũng đã hoàn thiện rồi mọi người ạ. Ngoài hôm nay lên ăn tân gia nhà em Dế này thì ở trên Háo Chua là cũng như là nhà em Dế là sẽ đón những người khách rất là đặc biệt các bác ạ. Đấy, có thể là hôm nay là một ngày để anh em ngồi sum họp với nhau, chia vui cùng với gia đình, cũng như là gặp gỡ nhau sau một thời gian dài khi mà anh em hoàn thiện được cái con đường Háo Chua. Bây giờ thì mời các bác đi lên trên nhá. Mình thì ở gần thế nên là sẽ đi lên sớm hơn một tí để lên xem mà nhà Dế hôm nay chuẩn bị như thế nào. Nay thì trời nó sẽ không mưa, nhưng mà cái đường thì nó hơi lầy do đêm hôm qua ấy. Anh có mưa. Ở dưới kia có mấy người à? Anh cũng không biết được, không đoán được. Anh đi có hai mình lên đây thôi. À, thì nếu em có xe em đi xuống đi, mọi người đang đến đây. Đây, quà mừng tân gia. Phải đi cửa chính là đúng không? À. Đây, cái làm cái lan can đằng kia nó nhìn nó đẹp quá ạ. Nguy hiểm. Ừ. Rồi chào mọi người ra Trịnh Sùng nhá. Chào chú nhá. Chào ông nhá. Ừ. Đang ghi sổ à? Đang ghi sổ. À, nếu mà đi một can rượu thì ghi như nào? Là ghi là 20 lít đúng không? Có thể trái được đi đâu. Ông đã ký số là lứa sau không nhớ à? Vâng đúng rồi. Mà nó có còn là nó cho cha nó thì chết đó. Ờ, cho xính nhá. Đó, không à? À rồi. Chứng này còn cái à? Nó tàu bé hay nó tàu. Nó tàu nó này. Đây đây các bác đi vào đây này. Mình rất ấn tượng với một cái điều này. Đấy. À, chào anh em nha. Trên thì lợp mái là dưới chuẩn bị tân gia luôn. Đấy. Nói chung là công việc là đường nào ra đường đấy, giống y hệt bên nhà chú Lúa luôn. Ôi rồi anh chào Mỷ nhá. Ừ. Em khỏe không? Em có anh ạ. Rất là lâu rồi thì cái hôm mà làm đường ấy thì anh cũng có công việc nên là anh cũng đi rất là lâu không đến thăm bà con ấy. Em cảm thấy nhớ anh lắm. Chào anh đúng không ạ? Rồi. Chào anh nhá. Chúc mừng chủ nhà nhá. Chào anh nhá. Em rất là vui mừng anh ạ. Anh mở các anh lê cùng em chờ một ngày để cho vui. À. Anh cảm ơn dế nhá. Rồi. Ôi bố trẻ con. Dạo này béo lên rồi đây này, đẹp trai hẳn. Đấy, các bác nhìn thấy chỗ mờ mờ không biết là mọi người có nhìn thấy không, nhưng mà một nhân vật rất là đặc biệt với cả bà con Háu Chua. Con ở đây của nó tàu tái đẩy à? Tái đẩy đó là không có việc cứ bảo. Sắp xong rồi các bác, còn một hàng nữa là xong rồi này. Vậy mà nó phát đủ số cầu chứ nhá mà. Chúng thiết tao xin đâu. Thiết tao xin đâu tay lắm. Nói chung là kiểu gì trong ngày hôm nay là sẽ phải lợp xong cái mái mọi người ạ. Ui nhưng mà phải nói chào em nhá. Phải nói là dế mở được cái nền nhà này kinh khủng đấy các bác ạ. Quá dã man luôn. Bà con đồng lòng, đồng sức như những cái ngày đầu tiên ấy. Rất là đoàn kết, giúp đỡ nhau. À đây đã có món thịt gà rồi. Ở đây như mọi người thấy thì tấm lợp sẽ được để ở một bên. Bị thiếu tấm lợp à? Vâng. Cái này đi lấy của nhà ai đấy? Đi mượn. Đi mượn trước à? Vâng. Chào Si nhá, Si xinh gái nhá. Nay buộc tóc xinh thế. Ôi trời làm gì đây? Si. Con chào mọi người đi, chào nào. Giơ tay chào nào. Nhó giòn nào. Khoảng mấy tháng không gặp thì cô bé lớn hơn hẳn mọi người ạ. Mình thì bây giờ là sẽ đột nhập vào căn nhà của anh Lúa. Chào mọi người. Đi đến đây là cảm giác là bị cồn cào cái mùi hương của thức ăn. Chào anh nhá. Chào anh. Ừ. Anh chào Cho. Đâu thì anh em chuẩn bị đến đâu rồi, sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi à? À. Đây các bác nhìn này, những con dao của Cao Nguyên Đá đang bán trên kênh. Để đây bà con vẫn đang dùng, rất là vui. Bởi vì cực kỳ là bền đấy. Bác là mua dao thì liên hệ mình nhá, quảng cáo một tí. Bên này là cái nồi đồ xôi. Phải nói là như hôm nay là một trong những cái ngày rất là đặc biệt và quan trọng. Đấy. Thì như nhà em giấy thì hình như là sẽ tí nữa sẽ cũng làm cúng làm lý để vào nhà mới ấy. Các bác. Đây, mời các bác miếng xôi nhá. Ăn là cứ nhón nhón trước để cho nó ngon. Hình như là chuẩn bị xong hết sạch rồi. Đây mình chả có còn món gì đâu, thế bảo còn mỗi đậu phụ thôi. Đây thì được thay bằng những cái vách này. Ngày trước lên là toàn những cái vách tre rồi các bạn. Nó hở lạnh lắm. May mắn là các bác chia sẻ giúp đỡ với bà con. Tưởng sang đây giúp được gì nhưng mà hình như hết việc rồi. Giờ giúp được. Anh chào em. Vâng, chào chú nhá. Xem bên này đang làm món gì nào. Bên này làm món gì đây chị Sùng? À, sao đậu à? Thơm thế. Đây là đó là lòng khó rồi. Vâng. Cái này là lòng xào với gì, vào xào với dưa à chú? À, xào với hành. Thơm hết nhỉ? Phải nói là bây giờ bà con hồi chua là nấu ăn đấy, rất là ngon đấy. Đi rất nhiều bản rồi nhưng mà trước mình thấy chưa thấy một bản một thôn nào giống như hộ ở Háo Chua được. Rất là đặc biệt các bạn. Thì những ngày hôm nay lên mà xem những việc bà con đã làm cũng như là thay đổi cái nếp sinh hoạt ấy, mình thấy rất là tuyệt vời. Đấy, rất lịch sự nha các bạn, nhìn này. Đấy, bọc túi luôn, sạch sẽ luôn nha. Lịch sự như ở huyện. Chị Sùng ơi, hôm nay là có bao nhiêu mâm đây? 15 mâm. 15 mâm. À. Hôm nay là có 15 mâm khách. Như bác thấy thì hôm nay là có bà con anh em họ hàng gần xa đến chung vui với gia đình nhà em dí. Trời thì bắt đầu sương nó tan rồi các bác ạ. Cái tầm nhìn nó cũng quang, cũng rộng hơn rồi. Phải nói là đứng bên này mà nhìn sang bên nhà dế đấy, nhìn to thật. Ở phía bên kia thì như mình quan sát thì khách đến cũng rất là đông rồi. Ăn quả à? Chào anh Lúa nhá. Anh Lúa khỏe không? Khỏe à? Ừ. Ừ rồi, chào Xính nhá. Vâng, em chào anh. Đấy, lúc nãy là mọi người đang bận ở trên mái. Dạ, đẹp trai thế nhỉ? Cắt tóc xong rồi trắng trẻo đẹp trai. Đợt làm đường nó mùa hè nó nắng các bác ạ, nên là bên này thì mấy chị em đang chuẩn bị hướng dương này, cũng như là hoa quả trắng miệng. Anh Lúa, chuyến này có đưa người yêu về đây không? Ừ, anh xin nhá. Ông chủ nhà ông trốn đi đâu rồi? Xì, 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 nó tha nè, xì. Vâng, em chào chị nhé. Đây chị Mỷ Vlog Hà Giang đấy. Còn xa xa bên kia là em Mỷ Vlog. Cố thì mọi người bày dắt xong rồi. Em đi xe máy lên trên này. Hôm nay nó sương mù ấy, đi xe nó tương đối khó một chút. Đúng rồi, buộc vào luôn không tí nữa là say rượu là nguy hiểm lắm đấy. Mấy anh em đang buộc cái tre để làm lan can mọi người này. Bên này thì chuyển cái máy trộn bê tông đi cho nó rộng. Có làm thêm cái nữa không? Làm cái nữa. Làm thế này thôi à? Buộc đúng chỗ giữa này thôi à? Ờ. Đến số bao nhiêu rồi hả Minh? 31 rồi à? À. Ồ, phải lấy cái dây da bò này buộc thì nó mới chắc được. Chủ nhà thì thấy mời vào trong nhà, mà chưa thấy mời ngồi vào mâm nào được. Ở đây là mọi người hình như là sẽ không có những cái kiểu lời phát biểu đúng không? Tức là hôm nay là ngày thế này thế kia. Rồi cảm ơn mọi người đến chung vui gia đình đúng không? Bây giờ mạnh ai là đến ngồi đúng không? Cảm giác đang là như thế. À, thế như này. Dù sao này bạn cũng đại diện như chủ nhà rồi đấy, thì là lát nữa là mình sẽ thêm cái đấy vào trong cái bữa cơm ngày hôm nay nhá. À, thế tức là ông phải đi mời chúng tôi một đúng rồi đấy. Khách của chủ nào thì chủ đến tiếp trước đã. Em bỏ rượu đi. Đàn ông những người đàn ông mạnh mẽ sẽ không uống rượu. Mạnh mẽ không uống rượu à? Rồi. Trên cao là không phải uống rượu đâu. Đến với gia đình anh mà không uống rượu không được đâu. Đây là nước. Ví dụ còn dùng cái chén vải đấy thì cảm giác là nó sẽ nhưng mà như này Trường ạ, ở đây có hai anh em này là lên nấu chua thì cũng chưa nhiều lắm. Theo tôi nghĩ là bạn nên để anh em ngồi chung với bà con đấy, đấy để cho vui. Thực ra là chúng ta sẽ ngồi đây nhưng sau đó sẽ đi giao lưu vẫn vậy thôi. Là chúng có nhiều dạng chiến dịch lắm. Trước lạ sau quen rồi. Rồi, cả nhà đi. Nếu mà lên hàu chua mà không uống rượu thì là bà con mà không yêu hàu chua. Đúng rồi. Hàu chua có một câu là lên hàu chua mà không uống rượu này. Không yêu hàu chua. Không yêu hàu chua. Làm với chú Hùng là nó rượu anh nhá. Cái này là cái gì đây anh Lúa? Cái này là cái gì đây? Anh Lúa cũng biết à? Em mà mỗi bàn một cái đây anh Lúa ạ. Mỗi bàn một cái này thôi là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà mình hạn chế dùng cái đông này một tí nha, chủ nhà chính với chủ nhà phụ này giao lưu đi. Anh bảo này, bây giờ em cứ lo khách của em đi, anh sẽ tự lo khách của anh được. Ok chưa? Anh sẽ lo hộ em khách của anh nhé. Tôi yên tâm là đi lo khách của em đi. Thế thì là em cho anh Huy về cùng anh cho ai cũng được em cứ lo khách của em nhé. Ok, vì là sao không có được tiếng nữa bông đi mời khách. Trước tiên thì Hải nghĩ là cứ ngồi đây phát biểu đôi lời cũng như là để anh em chúc mừng một ly được không? Có được không? Nghe được không? Được nhá. Dế có muốn nói gì không? Dế là tiếng Mông là đá đấy đúng không? Dế tiếng Mông là đá đúng không? Chân cứng đá mềm đúng không? Đúng rồi. Thế dế muốn nói gì nào? Dế phát biểu cái nào? Rồi thì mời các bác là nhập tiệc cùng anh em trước nhé. Bây giờ thì đang có em dế ở đây. Chuẩn bị làm được cái nào thì mở các anh số về cùng em chơi một ngày để cho vui. Một ngày để cho vui. Để vui nhạc của em. Em rất là cảm ơn anh. Nói chung là chúc mừng em nhé. Chúc mừng vợ chồng em rất là nhiều. Gia đình nhá. Cảm ơn cả nhà sẽ làm nhà có nhà mới rồi thì an cư lạc nghiệp. Đó. Ok. Sức khỏe anh ạ. Sức khỏe nhá. Ok, để lát nữa lại ấy nhá. Và cứ đi tiếp khách đi. Chúc mừng dế nhá. Chúc mừng dế nhá. Chúc mừng nhá. Anh Huy về cùng em không nhá. Em là cô nào xinh xinh chưa chồng không? Cũng được. Hai ba, bốn. Ơi, sao xinh à? Sao xinh rồi? Sao xinh nha? Cảm ơn chị nha. Mọi người cứ tự nhiên đi nhá. Tự nhiên đi. Hai vợ chồng em sao bà thì cứ đứng ở đây cho mọi người. Nhưng mà cũng khéo chọn nhà hai vợ chồng là cao như nhau đấy. Cứ trăm năm hạnh phúc là được. Đúng rồi. Trăm năm hạnh phúc với nhau là được. Buồn. Có với trai nhà cũng kê mình lệ hay. Thực sự hôm nay lần đầu tiên mình mới được nhìn thấy vợ của em dế mà kìa. Đúng rồi. Nó xanh hơn điện lo. Sao em thấy cảm thấy thế nào, vui không? À, vui không? Có vui không? Có rồi. Thích không? Thích không? Chứ mới tốt. Thế đã sướng rồi nhỉ? Sướng chứ? Sướng à? Đây anh rót cho hai vợ chồng này. Thôi em mời mọi người nhá, mời anh Chao này, mời anh Hân này, mời anh Hải này, mời anh Tuân này, mời em Hùng này nhá. Ê chú, cảm ơn nhá. Cưới nhá. Anh nhá. Giờ nhất trí nhá, không được cưới là phải mời nhá. Vâng ạ. Dạ vâng ạ, vâng. À đây rồi, đau dế nào em có lời với mọi người như nào nhở? Rõ rồi, có rượu rồi. Mời tất cả anh em một chén. Muốn là muốn. Anh ơi, ôm. Chén tay nhất bàn luôn đâu nữa. Tháo á, có mặt không? Có đang đi rồi. Rồi đi chứ. Đấy, đồ ta rồi. Đâu, đúng rồi. Có xe không? Đi nào. Thì bây giờ thì ngành chỉ hưu mà biết tôi xả, tấn thì rất là chính xếp hả? Bây giờ thì chúng mẹ đi trên đấy có thì rồi biết là câu lên có cái hả? Cái này. Rất là tuồng. Tôi lộn đấy hả? Muốn hay rồi. Rồi, cảm ơn em nhá. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Chúc mừng chồng. Rồi. Mua chế thêm mà học chắc không chảnh nữa. Rồi, nó thích là mua chế mà rồi. Nhưng tao chế mà mấy tỉnh thế nhờ. Nút từ cầu như tao mà nút đến cấu rồi mà. Nó mình mặc mấy tỉnh là chế cô cũng xì mà lại chai á. Thôi rồi, chồng chén thôi, đừng uống nhiều một chén thôi. Anh bảo là chén cái này, anh cũng sợ anh. Anh đúng rồi. Một chén không mà, một chén không mà. Không biết chạy này, tôi kêu lại chửi. Từ đầu là chưa uống ly nào đâu nhưng mà hôm nay là ngày vui của dế. Hôm nay là kết thành cho nhà khỏe để cho vui thôi. Thế thì là em rất là cỡ anh Long nhá, cỡ anh Long số về cùng với em cho một ngày để cho vui. Rồi anh cảm ơn như thế nhá, cỡ cho anh Long nhá. Rồi thì anh số về cùng với chơi rất là vui rồi, rất là tốt rồi thì là rất là cảm ơn cho anh nhá. Thì anh cùng anh sánh với anh cho ngồi để cho một tiếng mỹ em về nhá. Rồi nhất trí nhá. Anh cảm ơn nhá, cảm ơn thế nhá. Để cho vui. Rồi. Hôm nay thì chúc mừng của cho em thì em rất là vui. Cảm ơn nhé. Rồi anh chúc mừng vợ chồng nhá. Bên kia là đang rô các bạn ạ. Tí nữa cho là phải đứng lên bảo tất cả bà con cầm chén mà 2-3 rô một cái, tất cả mọi người luôn em ạ, lấy không khí cho nó vui nhá. Chưa say đâu, bây giờ là rô nó mới vui ấy. À trà đâu rồi nhỉ? À, trà nó không ở nhà rồi. Trà không ở nhà. Đi làm nhỉ? À, anh dễ à, anh lúa lúa. Ê ơi, đi ra kia đi, đi nữa đi. Đi nữa nào. Bây giờ. Rồi bắt đầu. Tao lúa. Lúa. À, nhưng mà từ từ đã. Nhưng mà phải lấy phải uống hết rượu trong chén đi đã. Uống hết rượu trong chén đã. Tao còn rót rượu ở đây mà. Không được mang tài liệu vào chứ, uống hết rượu trong chén này. Uống hết đi, uống hết đi. Hết rồi à? Ôi, anh lúa nào? Ôi. Nhất trí. Chú khỏe anh nhá. Thế có rồi mà. Ui. Cho đầy này rồi. Cho một ít đi. Cái giấy cho một ít đây. Tí nó cũng có. Cho vào dẻo mớn. Dẻo cũng không lái đâu. Cho một tí thôi, một tí thôi. Cho một tí thôi. Nhưng mà thấy bảo sang năm lấy vợ à? À? Ăn Tết xong lấy vợ à? Mà ăn Tết xong thôi. Con lấy vợ nhá. Ăn xong đã lái. Em trẻ nhá. Em một trẻ. Chúc khỏe nhá. Ừ. Tôi rồi. Đây này. Nó sẽ ở. Ủa. Ôi trời ơi. Bây giờ nó không hết. Thường hôm nay xong còn đi làm ấy. Em làm gì ấy? Ôi giời. Một chén nó không say. Trong được dạ dày. Một chén nó không xong như thế nào em. Chén không sao đâu, chén không sao đâu. Chén đâu. Còn nhỏ nhắn nữa cả. Chú bảo đến bên đây. Xong rồi, rót chén mới rồi. Uống cái này rót chén mới rồi. Không phải đâu. Rót chén mới rồi. Chao này gọi là chao lươn. Rót chén mới rồi mà. Nào, cạch đi, uống hết đi. Uống hết, uống lên. Uống. Mà em uống một nửa nữa thôi nhá. Ôi giời ơi, hết luôn, bây giờ đâu hết rồi. Bây giờ hết rồi. Không được nữa, không được đâu. Không được đâu, không được đâu. Ok, chúc khỏe anh nhá. Rồi, anh cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Tuần này cứ phải để nhắc nhỉ. Rất là mong là sang năm anh em có thể ăn cưới của anh lúa ở trên này nữa. Bảo ngày lúa lấy vợ tôi tổ chức ăn cưới. Thế là anh em sẽ đại diện nhà trai. Ôi giời, bọn trẻ con nó ăn xong rồi này. Bên này thì là mâm của chị em phụ nữ. Đấy, trẻ con này các bác này. Rất là vui. Ăn xong rồi à? À, ăn xong rồi ạ. Mấy đứa đang lấy phần, đứa thì kẹo, quýt, bánh xôi mọi người ạ. Bên này có em Mỉ đang sang mời đây, mấy chị em. anh Long ngồi đây đi. Anh Long có rồi, anh Long đứng cũng được. Là bác sĩ em định làm gì thì làm luôn đi nào. Cuốn cùng một lúc à hay là từng người một? À. Thế là mỗi người uống với bọn anh một chén à? Thôi được, bọn anh đồng ý là mỗi người uống với bọn anh một chén. Được rồi, được rồi. Thực ra thì tôi cũng không gì không đồng ý đâu mà. Đây đấy, không. Được chị em mời là vinh dự lắm rồi đấy. Đây là ba cái mặt này cho hấu chua rồi. Đang thế ảnh rồi. Rồi. IOP Hầu thì sẽ mừng tân gia nhá. Rồi, cảm ơn Mỷ nha. Ừ, anh mời em. Uống như nào nhỉ? Uống như phải làm sao nhỉ? Hậu ta này à? Me nha. Hậu ta IP. Đấy là những cái. Cay không hết à? Ở đây có bạn nào uống rượu say về đánh chồng không? Không đúng không? Làm gì có đúng không? Ôi, nhiều lắm rồi, biết gặp nhau vui là được rồi nào. Hôm nay nha, chị em nào luôn hút ra đây để uống. Mỉ nha. Cảm ơn anh Long nhé, trong cái thời gian vừa rồi là hai vợ chồng nhà. Rồi anh cảm ơn Mỷ nhá, càng ngày càng khéo thế này. Anh cảm ơn nhá. Say nào. Anh cảm ơn nhá, cảm ơn chị em. Từ ngày em Mỷ làm YouTube đến bây giờ là càng ngày càng khéo rồi các bác ạ. Nga đang thay mặt nhà em dế cũng như là chị em phụ nữ ở trong xóm đang đi gửi lời cảm ơn và chúc rượu từng mâm. Các bác đoán xem là liệu có bắt tay chồng không? Xanh à, cũng có thằng lồng mốc tâm à. Rồi. Hả? Đây của anh kia rồi. Đây của cháu đây. Mỉ ấy không cảm ơn chồng à? Tí về cảm ơn sau à? Cảm ơn riêng đúng không? Đi Trung Quốc, đi đến làm mới của quốc gia. Dạ vâng. Chơi chơi một tí nhá. Vâng rồi, cảm ơn chú nhá. Chơi tí vậy nhá. Vâng ạ. Vâng. rồi em xem được không? Em phạt thêm nhá. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chúc buổi bác nhá. Hôm nào em vào nhá. Chế đi, chế đi. Chế đi. Muộn cháu nó là muộn cháu. Lúc nào bảo không đi ra nhưng mà trên bàn đấy trốn rồi. Trốn rồi mà có tìm thấy mình. Anh Long sợ gì à? Sợ đấy, mọi người ơi nhiều quá. Anh Long nhiều quá rồi. Anh Long thì em dí vào từ lúc sốt thì anh Long bỏ đi rồi. Khóc. Giả bừa trốn mà mọi người nhận ra, tìm ra. Đâu thấy đâu dí đâu? Đâu mà mình đang cho con bú uống được rượu gì? Uống được không? Ở đây anh vẫn có. Ở đây ba chị em đi vào đây, ba chị em đi vào đây. Đây đây chưa gặp chị em một cái là anh em không trốn được luôn. Đúng rồi. Có gì không nhỉ? Có gì đâu ấy ạ? Nào nào, để cho dí nói em nào. Cái lý do mà khó để mà từ chối uống rượu được. Mày gì? Bé chỉ tao một chai này. Mày mé sao? Ba đứa, ba người vào đây, ba người phải uống trước, một ly trước mới được 10 chứ đúng không? Rồi, tất cả được rồi. Dí sẽ đại diện ý kiến đúng không? Không, ở đây là ba em nào cũng nói được hết. Đấy. Em cùng anh tên gì nhỉ? Tên Hải. Anh tên Hải thế thì em cùng anh Hải và anh tên anh Hưng. Anh Hưng à? Em cùng anh Long với anh Tuân. Anh này tên gì? Mình tên Hùng. Anh Hùng. Em cùng anh Châu. Dạ anh Châu. Rồi anh Châu. Em dí. Anh cảm ơn em bà. Uống đi. Anh tên là gì ấy? Anh tên là Hùng về được không? Không. Em tên là em bà xinh xắn nữa. À Mì à. Rất là anh Châu à, bồ của em lâu rồi anh Châu không nhớ tên của em rồi. Khỏe em nha. Nhưng mà anh quên cả bọn em thôi à, bọn em chưa quên anh Châu. Anh quên bọn em nhưng mà em chưa quên anh đâu. Anh ơi. Ôi em nha. Cầm lên đây mỏi tay đây nhá. Rồi chúc sức khỏe cả nhà. Vâng. Cô cô phải đi nhỉ. Cô cái nha. 1 2 3 rượu, 2 3 rượu, 2 3 uống lên nào. À đấy. Mỗi mình Mỉ bảo uống hết thôi nhá. Rồi, xin xin nhá. Anh lái xe, anh lái xe. Anh lái xe. Anh cảm ơn anh nha hôm nay. Mình nấu cơm luôn mà không cảm thấy. Cảm ơn bà, cảm ơn em đã nhìn. Em tên là gì ạ? Dính nhỉ, cảm ơn Dính nha. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh Long nhá, lâu lâu với gặp nhau nhá. Và hôm nay anh là cùng vào thăm nhà em dễ, hôm nay là ngày vui anh là ngồi chơi cùng bọn em chiều mới về nhá. Bây giờ chắc là chiều mới về được chai nước uống rượu rồi. Cảm ơn anh Tua nhá. Lâu lâu hôm nay với tính gặp nhau. Mua tivi chưa? Chưa ạ. Vâng. Cảm ơn anh Hồng nhá. Lâu lâu với gặp nhau anh nhá. vẫn chưa say lắm. Bình tĩnh đúng rồi, thì uống ít thôi nhá, giữ tỉnh táo nhá. Tiệc tí đã còn tiếp khách nữa. Anh đấy bà con là vẫn chưa đến hết đâu. Dạ, mình vẫn còn dư mấy mâm nữa. Vẫn còn một nửa nữa. Nhưng mà nó vẫn chưa đến. Nhá. Thế thôi, đi em đi vào ăn cơm đi, uống ít thôi nhá. Cảm ơn dế nhá. Thế là người cũng nghiêng nghiêng rồi đấy. Đúng rồi. Hai thanh niên này làm sổ này mọi người này. Bây giờ là ăn cơm ngoài bàn này luôn, chờ khi nào hết khách thì tối nay mới được vào chung vui về gia đình. Gia đình là phân công nhiệm vụ hết rồi. Đấy. Hai vợ chồng ơi, dế ơi, đây, hôm nay đến tân gia nhà mới nhá, anh có một chút quà, đấy, mừng tân gia cho hai vợ chồng, nhá. À, thế nào? Ừ, chúc mừng gia đình nhá. Ồ, rồi thế thì rất là cậu anh. Ừ, thế em cầm đấy, cầm lấy, nhá. Thì rất là cậu anh. Ừ. Em mời anh số về cùng em chơi để cho vui thôi, nhưng mà em có như thế thì là em rất là cỡ anh. Ừ. Rất là cỡ anh Long. Rồi. Và các mình thường qua. Nhá, anh chúc mừng vợ chồng nhá. Chúc hai vợ chồng là hạnh phúc này. Và em, sau là chịu khó là mình đi làm để kiếm tiền nuôi con nhá. Anh anh chúc sức khỏe. Ừ. Hỏi thì không biết nghĩ thế nào rồi. Thì chúc sức khỏe cho anh để các mình thường qua. Nhá. Rồi. Chúc mừng vợ chồng nhá. Có mới hơn 1 phút chưa gặp mà bây giờ thấy là say lắm. Cảm ơn anh Long nha. Ừ rồi. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Ừ. Các bác thân mến thì hôm nay thì cũng có lên mừng tân gia nhà em dế, cũng như là gặp được Chao này, anh Hân này, bạn Tuân này, em Hùng này, anh Hải Thổ Địa thì cũng rất là vui ngày anh em kết nối gặp gỡ ở đây, cũng như là chia sẻ những câu chuyện của bà con ở trên này. Còn bây giờ thì Cao Nguyên Đá cũng xin phép sẽ tạm dừng video tại đây, đi xuống dưới kia để chào anh em và mọi người đã. Cháu đi về trước đây, chào cô nhá. Anh đi về đây dế ạ, chào mấy anh em nhá. Anh đi xuống dưới nhà cho nhà Mỷ chơi một tí nhá. Vâng. Rồi, chào rất là cảm ơn anh nhá. Ừ. Rất là cảm ơn. Lần sau anh lên thì anh phải là lên chơi để cho vui. Rồi nhất trí nhá. Nhá. Rồi chào em nhá. Chào Si nhá. Bye bye bác nè. Bye bye. Bye bye anh Long ạ. Rồi, bây giờ được có đủ bố đủ mẹ là phấn khởi rồi mọi người ạ. Hiện tại thì mình đã xuống phía dưới đường bê tông rồi các bác ạ. Thì Cao Nguyên Đá xin phép được tạm dừng video tại đây thôi. Rất mong là mọi người chia sẻ, đăng ký video và nhận nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.